mọi người. Hôm nay mình sẽ đi ra công trình thực tế và tìm hiểu một số công cụ trong xây dựng cơ bản ha. Mọi người ơi, đây là công cụ đầu tiên. Mình biết đây là cái xe rùa, nhưng mà xe rùa này thì mình chỉ biết là các công cụ là nhấc gạch đá và vận chuyển. Xe rùa này thực sự trong một công trình á mà có tác dụng rất là quan trọng, đó là vận chuyển các vật tư như là gạch, cát, đá, xi măng. Có thể làm thêm một số công việc khác tùy theo công trình thực tế. Còn đây là dàn giáo, mình biết là dàn giáo này thì để những cái công nhân leo lên đây và xây những cái phần cao ở phía trên. Nhưng mà như là cái giới thiệu thêm không? Dàn giáo này thì có hệ khung module của nó. Nó thường sử dụng trong công trình để có thể là đứng trên cao và thực hiện các cái công việc công tác xây dựng từ trên cao, hoặc là dùng sử dụng dàn này để dàn chống khi mà chúng ta làm công việc đổ sàn hay là đang sắt thép. Nhìn khá là giống cái băng heo nhưng mà đây chắc là cái bán trộn lớp đúng rồi. Sáng nay cũng có thể trộn xi măng, cát, đá lại với nhau để mình khi mình tô hoặc là mình đúc. Ok. Xúc đất nè, xúc cát đá nè, khi mà chúng ta bỏ vô trong cái trộn bê tông hoặc là xúc đất đá này để vận chuyển lên trên những cái sàn tầng đây. Chập thì mọi người biết rồi, là để làm nhà nói chung là có một cái vốn đúng không, thì xây dài đây. Nhưng mà ấy là nhờ anh có thể chia sẻ là chập như thế nào là chập tốt không? Vậy thì khi mà chúng ta khi lựa chọn á thì nó có nhiều size khác nhau và cái giá thành nó cũng có nhiều loại giá. Ví dụ khi đánh giá một viên gạch thì chúng ta sẽ coi cái phần thịt của gạch này, nó bao gồm những phần đất sét, cát đá, cát thì nó có cái độ mịn khác nhau và chất lượng về cái độ cứng khi nung một viên gạch ra thì nó có nhiều cái chúng ta để so sánh. Thì tùy theo giá thành và chất lượng gạch nó sẽ đánh giá được cái chất lượng của gạch. Bây giờ một viên gạch này là một viên gạch điển hình trong xây dựng. Thì đây là các công cụ khi mà chúng ta sử dụng trong xây dựng, đó là búa này. Chúng ta giới thiệu đó là bề sàn sử dụng trong công trình hay là có thêm công cụ về cái cúc. Và đây là một số cái công cụ cơ bản và một số vật tư cơ bản, ví dụ như là bề đinh thường sử dụng trong công trình, ví dụ như chúng ta đóng cốt pha, đóng bề tường, chúng ta có thể căng chỉ đường giống này nha, con quay, quay sắt, nó có vận động của mọi công nhân sử dụng khi mà dùng hay chuỗi này á là cái xương. Khi mà chúng ta tô hay là chúng ta xây gạch xong á, chúng ta quét để quét bỏ đi những cái phần bữa dư thừa trên bề mặt. Ok. Con làm đó là nước. Tại vì công trình nào mình thấy các con chú sử dụng phải có nước mới có thể làm cho cứng các cát này. Rồi là xin các công trình xong tay xong mình sẽ rất là làm sao có thể dùng được nước. Nước thì chúng ta sử dụng ngay nước của thủy cục, hoặc là chúng ta có thể đóng giếng để sử dụng nguồn nước này trong cái việc mà đây là nước thì nó cũng có một phần nhiệm vụ cũng rất là quan trọng, đó là khi chúng ta đúc bê tông thì khoảng thời gian mà để đảm bảo độ cứng cho bê tông thì chúng ta phải duy trì cái lượng nước trong bê tông trong tầm 48 giờ. Thì bê tông có thể đạt được độ cứng bê tông trong tầm 48 giờ. Thì bê tông có thể đạt được độ cứng bê tông trong tầm 48 giờ. Thì bê tông có thể đạt được độ cứng ổn định, đạt tới yêu cầu. Một điều quan trọng trong xây dựng đó là xi măng. Xi măng có nhiều loại và giá khác nhau. Công trình này giờ thì nó là xi măng. Vật liệu mà chúng ta có thể thấy rất quan trọng trong công trình đó là thép. Chúng ta có thể sử dụng nó là ví dụ như là mắt, dầm, cột, sàn. Thì đây thì mình sử dụng hiện trạng tới bây giờ là sử dụng phần ngầm, phần cột. Đây là hệ thống về nước, đây là hệ thống dẫn nước mưa từ đây ngang sang đây là thằng mái xuống. Mình sử dụng một cái việc sử dụng dây dây cước, dây căng chỉ, giống, những khi xây tô là đó là rất là quan trọng.